Về cái nhiễm độc thiết thì rất cũng không 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 luôn cũng có tìm kiếm thông tin, duyên trên trên cơ sở dữ liệu này trên quốc tế thì không có nhiều, kể cả trong cái chuyên ngành chống độc, nên là những nguồn thông tin này có đến bấy nhiêu thôi ạ. Về thiết, thiết là một kim loại trắng bạc mềm và không, về cơ bản nó là không độc. Về thiết vô cơ cũng không độc, độc rất ít, nếu có chăng là kích ứng được tiêu hóa thôi, các hợp chất thiết vô cơ. Còn nếu thiết hữu cơ thì tức là có trong các phân tử nó có thiết gắn với phân tử carbon cho phân tử thì gọi thiết hữu cơ, và nói chung là các hợp chất thiết hữu cơ đều rất độc, đặc biệt là thiết tri metin và thiết tri ethin. Về công dụng của thiết vô cơ thì dùng các cái đồ hộp rồi cả đào, đào mạ hàn với lần nhưng chuyên là cũng không độc không sợ. Chuyện thiết hữu cơ thì là cái ankin, tức là nó gốc hydro carbon thôi ạ, ví dụ tri metin tri ethin với các thứ, thì là các ankin thiết thì được sử dụng làm chất chấn chất diệt vi vi sinh vật, có thể ký sinh trùng, diệt nấm, diệt côn trùng, rồi chất ổn định nhựa để giúp cho nhựa chịu nhiệt không bị cháy. Rồi thì các công công dụng trong dệt may, bảo quản gỗ. Vấn đề mà thuốc nam thì chúng tôi đang lo có thể người ta sử dụng để diệt mờ nấm, diệt để bảo quản gỗ, nó có thể có sử dụng không may, không biết có sử dụng trong thuốc nam hay không, thì cũng là vấn đề cũng sẽ chúng tôi sẽ kiểm tra tiếp. Về thiết hữu cơ thì hấp thu thì rất là tùy theo hợp chất, nó khác nhau tùy theo loài động vật, con người hay động vật nữa, rồi hấp thu qua đường tiêu hóa ra hô hấp, nên nói chung để hấp thu được là rất dễ dàng, nói chung là rất dễ dàng, kể cả qua bự qua ba đường. Rồi thì phân bố, khi vào cơ thể phân bố rất là rộng rãi, và các tổ chức vào cả gan, lách là được tích lũy khá nhiều, sau đó thì sẽ được tích lũy tại chuyển qua hệ liên bang nội mạc và tích lũy phần lớn ở xương, và trong máu thì là 80% thiết ở hồng cầu ấy, và nó đặc biệt là nó tan trong mỡ, cho nên nó sẽ vào nhanh chóng vào thần kinh trung ương, đó là lý do tại sao là độc với thần kinh trung ương rất là nhiều và chuyển hóa được gan. Thải trừ qua nước tiểu, đặc biệt là có thức tiểu thì thải trừ khá nhiều, và có hợp chất, có một số hợp chất có thể thải trừ qua mật, và cái thời gian thải trừ có thể rất dài, có thể tới cả năm. Về cơ chế tác dụng của thiết thì nói thẳng là chúng ta phải nói thẳng là thiết là không có vai trò sinh lý trong cơ thể, và nó là kim loại có độc giống như là chì, arsen, thủy ngân, và nó rất nhiều cơ chế khác nhau, nó ức chế hô hấp tế bào ấy, và gây gây chuyển hóa yếm khí, tổn thương tế bào, rồi tổn thương não, tổn thương thủy sống, gây phù não, phù thủy, rồi thì độc phía thần kinh gây tổn thương hoại tử các tế bào thần kinh, ví dụ ở ở bọ tháp, rồi hồi hải mã và nhân răng, các tế bào hệ viền, rồi vỏ não, rồi các vị trí ở thần kinh ngoại biên cũng tổn thương, rồi thoái hóa ở thần kinh ngoại biên, nói chung là tổn thương đặc biệt là thần kinh rất là nhiều. Về liều độc thì hiện nay là tùy theo hợp chất, tùy theo loài động vật. Rồi tuy nhiên là cái đặc biệt với thiết vô cơ thì liều độc rất là cao, nói chung là độc tính nó thấp thôi, không có đáng ngại lắm. Nhưng thiết hữu cơ thì là độc, nói chung là khá độc. Ví dụ thiết tri-ethin thì liều một độc 90 g/g một ngày nhân 8 ngày có thể gây ngộ độc nặng. Tuy nhiên thì cũng tùy theo còn tùy các hợp chất khác nữa. Về triệu chứng ngộ độc thiết, đặc biệt là thiết hữu cơ thì là về mắt thì có nhìn mờ, có mù mắt, giảm thị lực, có thể rung giật giãn cầu, kích ứng mắt nếu mà qua bụi, qua hơi. Tai có giảm thính lực, điếc tai, kích ứng mũi họng nếu mà giảm nồng độ trong không khí bụi cao. Hô hấp gây cũng kích ứng đường hô hấp, rồi thì tổn thương phổi cấp, co thắt, rồi gây tổn thương phổi cấp, rồi ARDS. Về thần kinh thì có gây ở trên thần kinh trung ương gây tổn thương não, gây đau đầu, chán ăn, mất trí nhớ, chóng mặt, chậm đáp ứng, rối loạn hưng cảm, gây kích động, rồi mất định hướng, sảng, rối loạn ý thức, hôn mê, co giật, phù não, và các cử động tự phát, co giật cơ, run, co giật, có thể có yếu cơ, lật liệt cơ. Về thần ngoại biên thì có bệnh lý đa dây thần kinh, cảm giác, vận động muộn. Về tiêu hóa thì có các triệu chứng đau nôn, đau bụng, tiêu chảy, kể cả là qua đường hít, qua đường họ ra, tổn thương gan, rồi thì nước thận, nước điện giải thì được cái toàn chuyển hóa hạ kali máu nặng theo với một cái bệnh cảnh toàn hóa ống thận type 1 hoặc type 2. Về máu có thể có giảm bạch cầu, giảm hồng cầu, kích ứng da niêm mạc. Và trên thai thì gây về trên thông thông số trên người chưa rõ, nhưng trên động vật người thấy là các hợp chất đi butin diacetat thì gây sứt môi, hở ếch, xương hàm và lưỡi. Tributin gây chậm hóa xương, giảm cân nặng, chậm hóa xương, hình thành xương, giảm cân nặng ở cả thai mẹ, rồi thì tăng nguy cơ phôi thai, làm giảm khả năng hình thành thai. Rồi thì độc với gen người ta được thấy nhiều trong nghiên cứu. Về cái xét nghiệm thì nồng độ thiết trong máu là bình thường là dưới 5 microgram trên lít là bình thường. Về thiết niệu là bình thường là với tiêu chuẩn châu Âu là dưới 4 microgram trên lít. Tuy nhiên hầu hết khảo sát trên các nước thì thấy là phần lớn là quanh quanh một dưới 1 microgram trên lít. Các sinh nghiệm chỉ khăn dò chính nữa thì chúng ta cần lưu ý là phải làm đánh giá chức năng thận, đặc biệt là điện giải, rồi khi máu động mạch để xem có hạ kali, có toàn chuyển hóa không, rồi đánh giá thần kinh tâm thần, đặc biệt là khám rất kỹ và khám chuyên khoa tâm thần, đánh giá các thang điểm về cảm xúc, trí nhớ, giấc ngủ, đánh giá rất kỹ về chuyên khoa tâm thần, đặc biệt chụp cộng hưởng từ sọ não.
Về chẩn đoán, đặc biệt chúng ta có cần đến nồng độ thiếc trong máu, nước tiểu là tăng, một trong hai cái. Rồi các triệu chứng, có thể có triệu chứng hoặc là không. Các triệu chứng sẽ tập trung vào triệu chứng thần kinh tâm thần, rồi triệu chứng về chuyển hóa, các điện giải, tổn thương gan và các cơ quan khác. Vì điều trị thì là một biện pháp điều trị bắt buộc là phải ngừng tiếp xúc với thiếc. Về các biện pháp tẩy độc, cái này có ít có tác dụng vì là phần lớn bệnh nhân là tiếp xúc qua đường hô hấp hoặc qua da thì có phải ngừng phơi nhiễm thôi. Về tăng thể trừ thì là cần đáng chú ý là tăng thể trừ qua nước tiểu, các cái thiếc thải qua nước tiểu, hữu cơ thải qua nước tiểu rất là tốt. Đặc biệt là qua các khảo sát ở các công nhân ở các nhà máy cho thấy là nồng độ thiếc hữu cơ thiếc trong nước tiểu bệnh nhân rất là tăng, trong khi nước tiểu trong máu thì là tăng ít. Điều đó cho thấy là chức năng thận rất tốt, thì thải rất là tốt. Và tăng được cơ nước tiểu là quan trọng. Ở viện thì là truyền dịch, về nhà thì ngoại trú thì cho uống Orizon. Ngoài ra có thể dùng các thuốc thải gấp kim loại. Ví dụ như Việt Nam chúng ta hiện nay, cả trên thế giới thì người ta chưa thấy rõ cái vai trò của thuốc. Tuy nhiên chúng ta bệnh nhân nặng quá thì chúng ta tìm cách khác nhau để gấp thiếc cho bệnh nhân. Ví dụ như chúng ta đang có trong tay là có mỗi depisilamin thôi. Về lọc máu thì là chiếu thông tin. Tuy nhiên là với tình trạng toan chuyển hóa kali máu hạ nặng như vậy thì chúng ta có thể lấy thận nhân tạo để điều trị cho bệnh nhân, cũng là một giải pháp tạm thời cũng là tốt, mà bên cạnh thì chúng ta bù kali và kiềm nếu không giải quyết kịp. Đồng thời là nó thải có nước tiểu rất tốt và phân tử lượng nó nhỏ như vậy, và qua một số ca lâm sàng chúng ta thấy là thận nhân tạo cũng lọc thiết có vẻ lọc thiết cũng khá tốt. Ngoài ra các điều trị các triệu chứng khác là đặc biệt là các bạn lưu ý là phải bù cả kali, bù nát bị nát là bệnh nhân vừa toan chuyển hóa vừa hạ kali rất là nặng, thì là nó là cái phải lưu ý đặc biệt cái hoa hồi sức cấp cứu là phải được nhận về các bệnh nhân này về để điều trị. Rồi các biện pháp chống phù não, kinh nghiệm các khoa thần kinh chúng ta thấy là liều có ít liều cao có thể dùng methylprednisolone hoặc là sabutazone, dùng tấn công rồi phát đồ pans thì có thể giúp cho cải thiện cái phù não cho các bệnh nhân bên cạnh các biện pháp chống phù não khác. Về tiên lượng thì là nếu phát hiện sớm giai đoạn não chưa bị tổn thương nhiều thì các bệnh nhân cho thấy là kể cả trên ở Trung Quốc mà chúng ta có thể là bệnh nhân hồi phục rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân tổn thương nặng phát hiện chậm thì là rất là có thể đáng tiếc tổn thương não di chứng. Về tâm thần thần kinh các triệu chứng sẽ hồi phục trở về bình thường. Vào ngày 19 tháng 7 vào khoa thần kinh với lý do là kích động và rối loạn ý thức và có mặc dù vẫn tỉnh nhưng có tổn thương não chất trắng trên phim cộng hưởng từ. Tình trạng mình lúc vào là toan trở rất nặng và đặc biệt có cái hạ kali máu rất là thấp, có 1,8 mmol trên lít. Tổn thương não chất trắng lan tỏa hai bên nhãn cầu. Sau đó bệnh nhân diễn biến điều trị diễn biến xấu lên, ý thức xấu, hôn mê và kali máu không cải thiện, thì toan hóa không cải thiện, được chuyển khoa hồi sức tích cực trong cùng sau một ngày. Lên trên khoa hồi sức tích cực thì bệnh nhân vẫn diễn biến nặng, hôn mê, thở máy, gợn nhiễm điện giải và làm được tất cả các bi lăng, bao gồm cả hội chẩn trung tâm chống độc. Chúng tôi cũng lên hội chẩn thì làm tất cả các kiểm tra về cái xét nghiệm về các thứ ngộ độc, thuốc an thần gây ngủ, ma túy, các kim loại nặng, rất nhiều chất, các bệnh truyền nhiễm, bi lăng là âm tính hết. Bệnh nhân cũng cái điểm đặc biệt là cũng có yếu tố ban đầu là vừa bố vừa mới mất 49 ngày rồi thì người yêu vừa mới bỏ, sau đó kích động ở nhà đập phá, rối loạn ích lẫn loạn thần, chặt phá quần áo, các hành vi hoang tưởng ảo giác. Thế cho nên là bệnh cảnh rất là khó phức tạp. Tuy nhiên là vi lăng thì cũng không kiểm tra, không phát hiện ra. Bệnh nhân được tiếp tục được hồi sức, tuy nhiên bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê vẫn sâu và tăng thân nhiệt và tụt huyết áp, có dấu hiệu tổn thương não đáy nhạt, và sau đó gia đình xin về. Trước khi về thì chúng tôi cũng xem lại bệnh nhân và cũng gia đình cũng nói thêm một chi tiết nữa là bệnh nhân có làm công nhân ở một công ty dệt may và có một số công nhân cũng có biểu hiện bất thường. Thì các bác sĩ điều trị chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân cố gắng về nói những người công nhân cùng làm nên nhanh chóng lên bệnh viện Bạch Mai kiểm tra thêm thì có thể nó là ngộ độc mất rồi. Ngay sau đó 1 đến 2 ngày sau có 4 ca bệnh tiếp theo, đặc biệt hai ca bệnh đầu sinh năm 1978, 1992 cũng đều từ Thái Bình đến nhập viện tại trung tâm chống độc, cũng là đều làm ở công ty Gia Mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Phong. Và thời gian làm từ 15 ngày đến 1 tháng đều với biểu hiện rối loạn tâm thần, có kích động, mất trí nhớ, lẫn lộn, nhiễm toan chuyển hóa, đặc biệt là kali máu rất là nặng hạ 1,7, rồi có tổn thương cổng từ, có tổn thương não chất trắng lan tỏa cả hai bên. Bệnh nhân có thể có nhân yếu ngủ nhiều, lẫn lộn yếu cơ. Tuy nhiên điều trị thì cũng diễn biến thì cũng bù kali, bù kiềm và diễn biến rất là nặng. Thì ngay từ hôm đầu tiên cũng đã hội chẩn toàn viện, có thầy Bình đây cũng có biết là các chuyên khoa phối hợp và cùng chẩn đoán làm tất cả các bi lăng về chuyển nhiễm ngộ độc thứ. Tuy nhiên là vẫn không các xét nghiệm về vẫn âm tính về cả các nguyên nhân về ngộ độc, kể cả xét nghiệm về độc hóa môi trường, rất nhiều thứ cũng âm tính, kể cả hội chẩn với các giáo sư người Mỹ cũng gọi điện trực tiếp, gọi liên hệ email các thứ, thì họ cũng đưa ra các hướng chẩn đoán về ngôi trường bệnh nghiệp, họ rất có kinh nghiệm. Tuy nhiên thì chúng ta làm cũng đều âm tính. Tuy nhiên trước bệnh cảnh diễn biến rất là nặng như vậy thì là
chúng tôi không cách nào khác để rút điện giải, càng toàn chuyển hóa nặng quá thì nghĩ tới bệnh nhân vừa rồi vừa tử vong thì rất là lo. Bệnh nhân chúng ta đang toàn toàn hóa rất nặng, kali hạ nặng và loại tâm thần thì có thể nó có thể tử vong mất, thì không còn cách nào khác thì phải thôi lọc máu chạy thận nhân tạo cấp. Đấy, và bệnh nhân cũng sau lọc máu bệnh nhân cũng đỡ lên. Đấy, và đồng thời cũng chúng tôi vẫn song song tiếp tục tìm cái chẩn đoán, thường xuyên rất là khó tìm tất cả trong y văn thì không chữa nào nói về cái tổ rối loạn kiểu như này. Khi chúng tôi rất may mắn khi tôi tìm cái keyword là cái bệnh lý não chết trắng và hạ kali máu thì may quá lọc ra được một chùm ca vài ca ở bệnh ở Trung Quốc. Người ta là một công nhân ở nhà máy cao su thì người ta dùng có nói dùng chất ổn định nhựa là chúng tôi thì thấy là trimethyltin, trietin, thì tôi xem cũng thấy thì thế này cũng liên hệ với viện hóa là chỗ tiến sĩ Lợi, phó giáo sư Lợi ở viện phó viện Hàn Lâm khoa công nghệ Việt Nam ở viện hóa để rất kinh nghiệm, thì họ chỉ nói thế anh chỉ tìm giúp là cái trimethyltin giúp em. Thế vậy thì thế đấy là đặc thiết là cái gì, thế là cái tên gọi nó đã khác thường rồi, chứ rất là dễ nhầm lẫn cái bình thường. Thế vậy thì ngay sau đó thì tiến sĩ Lợi thì ngay và sau 2-3 tiếng thì trong cùng buổi chiều đấy thì ra ngay kết quả và cái nồng độ máu trong thiếc trong máu rất là cao. Cái bệnh nhân của nói chung của các bệnh nhân đều là từ gấp đến 40-50 lần, nồng độ thiếc trong máu tăng gấp 40-50 lần, nước tiểu đến có thể từ hàng trăm lần, rất là cao. Các bệnh nhân thì là ngay như hôm đầu tiên thì bệnh nhân được bệnh viện đã có công văn gửi Sở Y tế Hải Dương rồi Bộ Y tế để tiến hành điều tra, để tìm hiểu nguyên nhân giải quyết xử lý. Đồng thời khi có kết quả xét nghiệm cũng làm cái công văn tiếp, và khi kết quả xét nghiệm như này thì chúng tiến hành tiếp tục điều trị tăng cường bài niệu, dùng thuốc giải độc cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân sau thời gian ngắn thì bệnh nhân ra viện, và rất là đáng mừng là tất cả các bệnh nhân này có tổn thương não chết trắng thì chỉ cần chụp cộng hưởng từ trở lại thì bệnh nhân hết tổn thương. Các anh chị có thể thấy hết các tổn thương, và tình trạng tâm thần kinh rồi thì rối loạn nội môi toàn kiềm, nước điện giải trở lại bình thường. Các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị ngoại trú. Đồng thời đó thì có tiếp theo có đúng là do này không đúng là dịch của Hải Dương, chúng tôi cũng có tới 35 công nhân tới khám, thì tất cả các công nhân này kiểm tra đều có ít nhất là nồng độ thiết trong máu hoặc nước tiểu đều tăng rõ, và các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Thì có hiện tại công ty có 1.000 công nhân, và cho tới nay đã kiểm tra được kiểm tra hết các công nhân đấy, và kết quả đang chờ. Các kết quả ban đầu cho thấy là hàm lượng nồng độ thiết nói chung là tất cả hầu hết các công nhân đều cao hết về các cơ quan đang điều tra giải quyết làm sao để ngăn chặn, để sao hạn chế những trường hợp ngộ độc trong đặc biệt trong nhóm công nhân, giải quyết cái việc môi trường để cho các công nhân môi trường lao động an toàn, đặc biệt có thể nơi khác nữa. Song song cái giai đoạn này, khi tìm ra nguyên nhân là cái tổn thương não chết trắng là một nguyên nhân giả thiết ở các bệnh nhân, thì chúng tôi cũng xem lại một số ca khác. Đấy là đó là các ca, một là ca ở trong chùm ca 4-5 ca từ Nghệ An dùng thuốc lợi sữa, sau khi dùng thuốc lợi sữa thì có tổn thương não chết trắng, thì có 3 ca được kiểm tra, thì có 1 ca, thì ca này cũng rất đặc biệt là 32 tuổi, bệnh nhân là được điều trị khoa thần kinh, sau đó thì bệnh nhân ra viện cũng lúc đầu cũng hội chẩn trung tâm chứ là cũng không ra đấy, cũng không ra nguyên nhân, làm rất nhiều bi lăng. Tuy nhiên thì bệnh nhân được trị có tí huyết liều cao, sau đó hết tổn thương chủ quản từ chỗ hết xong ra viện về Nghệ An, xong rồi sau 10 ngày thì lại do ý thức trở lại, hôn mê nhiễm toàn trở lại, vào bệnh viện tỉnh Nghệ An lọc máu, xong chuyển trung tâm chứ đâu. Thì bệnh nhân này là xét nghiệm nồng độ thiết cũng rất là cao, là cũng mặc dù đã được lọc máu và sau nhiều ngày rồi thì nồng độ thiết trong máu vẫn tăng gấp 5 lần và nước tiểu tăng gấp 50 lần. Và hiện nay thì các bạn có thể thấy tổn thương cộng thừa của bệnh nhân ở Nghệ An này nó không liên quan đến cụm ca của Hải Dương, tuy nhiên cũng cho thấy là chúng có những bệnh nhân khác cũng thể bị nguồn khác. Ví dụ bệnh nhân này cảm thấy là cái tổn thương hoại tử có cái dịch hóa ở các rất nhiều vị trí não, rất là đáng tiếc. Bệnh nhân này có lúc đầu có liệt yếu cơ và có mù, bây giờ thì bệnh nhân vẫn không nhìn thấy gì hoàn toàn và đang được phục hồi chức năng tại cơ và trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện Mai. Thì chúng tôi đang cố gắng tìm các nguyên nhân, không biết là do các cái nồi nấu chiên không dầu, không mỡ, dùng nhựa chịu nhiệt, hay là cái nguồn gì đó mà cố gắng tìm chưa ra. Rất là đang lo lắng những ca, không biết là có những ca khác có bị không. Tiếp theo có những bệnh nhân khác nữa, cũng sau cùng thời gian nằm viện những bệnh nhân ở Hải Dương, thì chúng tôi xem một cái bệnh nhân đồng thời từ Thái Nguyên chuyển xuống với tình trạng là đau bụng tiêu chảy, sau đó hôn mê, chụp các lớp não có tổn thương não chết trắng toàn chuyển hóa cũng hạ kali. Mình tôi xem lại thì bệnh nhân thì nguồn không rõ ràng, nhưng mà xét nghiệm nồng độ thiết trong máu có thể tăng hơn một gần 200 microgram trên lít, tức là gần 40 lần.
rất cao. Và cái ca này mình dù chưa hôm nay chưa tổn thương não nặng nề, như gia đình cũng xin về để tử vong tại nhà, bởi gia đình cũng không có điều kiện. Thì các bạn cũng thấy là cái tổn thương não chết trắng. Như vậy là chúng ta thấy là cái vụ ngộ độc thiết ở một nhà máy ở Hải Dương như vậy, đó chỉ là cái có thể nói là cái khởi đầu phát súng đầu tiên thì chúng ta phát hiện thôi. Vậy thì có thể có những cái nguồn, có những bệnh nhân các nơi khác nữa cũng có thể bị. Và cái vấn đề nhiễm độc thiết có lẽ đây là lần chúng ta phát hiện, nhưng mà nó đã xảy ra từ lâu rồi. Và chúng ta sẽ cố gắng tìm, từ giờ trở đi chúng ta sẽ để ý cái vấn đề này, và chúng ta tìm thêm, và chúng ta sẽ có thể sẽ phát hiện thêm nhiều bệnh nhân tương tự nữa.